Ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đoàn công tác của huyện có đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã làm việc tại xã Yên Thắng. Đoàn công tác đã dành thời gian đi khảo sát địa hình khu ruộng bậc thang bản Ngàm Pốc và bản Peo để có kế hoạch định hướng chỉ đào địa phương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ hội ruộng bậc thang nhằm giới thiệu quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương đồng thời khuyến khích nhân dân phát huy lợi thế sẵn có cải tạo các thửa ruộng trở thành điểm du lịch vào mỗi vụ lúa chín qua nắm tình hình sản xuất canh tác bấy lâu nay của bà con nhân dân cũng như nhận định địa hình đồng chí hoàng văn thanh phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban dân huyện và đồng chí lê đức tiến ủy viên ban thường vụ phó chủ tịch ủy ban dân huyện mong muốn địa phương bà con nhân dân cần phát huy giá trị của ruộng bậc thang không những canh tác thu nhập từ trồng lúa mà giá trị lớn nhất là nét văn hóa canh tác trong lao động sản xuất của đồng bào dân tộc ruộng bậc thang cần được giữ gìn phát triển hơn nữa trở thành du lịch để tăng thêm giá trị đem lại các đồng chí đề nghị xã Yên thắng quan tâm chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ hội ruộng bậc thang vào mùa lúa chín một cách chu đáo. Muốn làm được thì cần phải vào cuộc quyết liệt cải tạo địa hình, giao thông, môi trường, tạo cảnh quan ấn tượng và có các điểm dừng chân check-in phục vụ du khách khi đến với điểm ruộng bậc thang trên địa bàn xã. Tiếp đó đoàn công tác đã lên thăm bản peo là bản của đồng bào thái bà con vẫn duy trì được nếp nhà sàn truyền thống địa thế rất phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng tuy nhiên để bản peo trở thành bản du lịch cộng đồng đoàn công tác của huyện mà trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương thôn bản đồng chí hoàng văn thanh chủ tịch ủy ban dân huyện chỉ ra những phương pháp cách làm du lịch của các địa phương khác trong tỉnh có những nét tương đồng để địa phương tư duy định hướng cho nhân dân, áp dụng trong thực tế, sớm triển khai. Đó là thay đổi tư duy, nghiệp nghĩ, cách làm của người dân, tập trung tuyên truyền, vận động bà con vệ sinh môi trường, xây dựng hàng rào xanh, trồng thêm hoa, làm đẹp các tuyến đường trong bản, từng hộ gia đình, từng bước thu hút được du khách. Tại buổi làm việc, lần lượt các đồng chí bí thư trường thôn bản lãnh đạo địa phương đã phát biểu ý kiến thông tin về các vấn đề khó khăn ở cơ sở đưa ra kiến nghị đề xuất cùng nhau bàn bạc thống nhất tháo gỡ về phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới công tác giảm nghèo giao thông thủy lợi cơ cấu cây trồng vật nuôi phòng chống dịch bệnh công tác bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng quy hoạch quản lý tài nguyên khoáng sản đất đai những khó khăn vướng mắc từ cơ sở mà thôn bản địa phương nêu tại buổi làm việc cũng đã được các phòng ban chuyên môn thuộc ủy ban dân huyện như phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, phòng tài nguyên và môi trường, phòng kinh tế hạ tầng, hạt kiểm lâm huyện giải đáp và chỉ rõ để phối hợp tổ chức tốt nhiệm vụ trong từng lĩnh vực và trách nhiệm của địa phương thôn bản phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lê đức tiến ủy viên ban thường vụ phó chủ tịch ủy ban dân huyện đã khẳng định về tiềm năng thế mạnh mà yên thắng đang có và chỉ ra một số hạn chế đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền chưa sát sao công tác quản lý nhà nước chưa tốt đang còn buông lỏng trong phát triển kinh tế chưa có mô hình quy mô hiệu quả chưa cao hộ sản xuất kinh doanh giỏi ít tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo khá cao công tác quản lý đất đai đô thị còn để xảy ra vi phạm môi trường nông thôn chưa đảm bảo chuồng trại chăn nuôi rác thải chưa được xử lý thủ gom đúng nơi quy định những tồn tại hạn chế mang tính chất quyết định dẫn đến việc phát triển kinh tế xã hội chậm trên cơ sở tiềm năng lợi thế sẵn có. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị xã phải thật sự đoàn kết, phát huy tính tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, làm việc hiệu lực, hiệu quả, quyết liệt, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, giao thông, tập trung cho phát triển nông lâm nghiệp, giám sát chặt chẽ, quyết liệt, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm xây dựng các mô hình trồng dược liệu, chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, trồng các giống lúa chất lượng cao, xây dựng nông nghiệp chất lượng nâng cao thu nhập, nhân dân chủ động trong lao động sản xuất, tập trung tuyên truyền phát triển du lịch, triển khai phù hợp với điều kiện của từng gia đình, từng thôn bản, trồng hoa, cây xanh, hàng rào, cây con đặc sản, phát huy nét đẹp của địa phương nâng cao quản lý thương mại, giám sát việc buôn bán vận chuyển hàng hóa, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, quản lý môi trường khai thác tại các điểm mỏ đang vận hành trên địa bàn, quyết liệt trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy Ban nhân dân huyện đánh giá xã Yên Thắng là địa phương có địa thế rất thuận lợi để phát triển, dân số đông, vị trí để giao thương thuận tiện, có truyền thống văn hóa đặc sắc có khu chợ ngàm bốc, ruộng bậc thang, lễ hội trá mùn. Đồng chí đã thẳng thắn chỉ ra những việc cần phải khắc phục, đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong tổ chức lãnh đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, đề nghị phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, giữ vững, trung tâm đoàn kết, thống nhất, dân chủ, phát huy vai trò người đứng đầu lãnh đạo điều hành xây dựng nông thôn mới cần triển khai ngay ở các thôn bản tập trung nguồn lực để xây dựng các tiêu chí nông thôn mới và từng chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành công việc bằng kết quả cụ thể ở mỗi thôn bản phải trở thành phong trào thi đua để xây dựng gia đình thôn bản ngày một khang trang đời sống nhân dân được nâng cao xây dựng được sản phẩm ô cốp của địa phương phát triển kinh tế xã hội cần tìm hướng phát triển rừng tre luồng thành vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất tre luồng chất lượng cao để giải bài toán làm giàu từ cây truyền thống. Về phát triển du lịch, với tiềm năng ruộng bậc thang, đặc biệt là xây dựng bản peo trở nên đẹp đẽ, sạch đẹp, có mỹ quan độc đáo, như điểm nhấn ruộng bậc thang, hướng dẫn nhân dân tạo tác thành điểm đặc sắc, trồng lúa chất lượng cao, có nhiều điểm check-in phục vụ du khách, dần thu hút được khách du lịch. Về lễ hội trá môn, cần được phục dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào người Thái, duy trì tổ chức lễ hội hàng năm gắn với phiên trở vùng cao xã Yên Thắng, thành nét đặc trưng của địa phương. Đối với quy hoạch, cần phải tăng cường giám sát, quản lý tốt, chấn chỉnh lê lối làm việc, tăng cường công tác bảo vệ rừng gắn với trách nhiệm của chủ rừng, phối hợp với hạt kiểm lâm, tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền đến với nhân dân, nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng công tác quản lý nhà nước về tài chính cần chặt chẽ hơn nữa, công khai, minh bạch, phối hợp nhịp nhàng, đúng vai, đúng việc, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Việc chi trả chế độ chính sách cho nhân dân phải thực hiện một cách nghiêm túc, nhanh chóng, chính xác, tập trung tuyên truyền, thu hút lao động cho các nhà máy lớn như nhà máy bàu kinh việt Nam. nhà máy giấy da, nhà máy may chỉ đạo mặt trận tổ quốc các ngành đoàn thể vào cuộc quyết liệt nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cấp hội để mạnh xây dựng lực lượng công an quân sự chính quy thường xuyên tuần tra xử lý tốt các vụ việc xảy ra ở cơ sở không để bị động bất ngờ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng bám nắm cơ sở thôn bản đưa chính sách của trung ương của tỉnh huyện đến với người dân để nhân dân được thụ hưởng cuối cùng là nâng cao đời sống văn hóa truyền thống dân tộc giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng người Thái như khua luống, cồng chiêng, khắp thái, các nhạc cụ dân tộc để trở thành phong trào quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo động lực để nhân dân hàng say lao động sản xuất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chúc Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc xã Yên Thắng vào cuộc quyết liệt, đoàn kết thống nhất để xây dựng xã Yên Thắng sớm trở thành đô thị mới, kinh tế phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023.